Ok anh em, hiện nay đang ở bên phố Biên Hòa, đang ở trên lầu lầu 3. Ở đây mình đi lắp cho chú khách một con bơm Kame của Nhật 300W ha. Đây là mã công suất 300A. Ở đây nhà chú xài là nước trực tiếp từ đồng hồ đây luôn, chứ không có xài bồn. Tức là đường ống đen này này là đường ống thủy cục. Ống thủy cục nha, cái đồng hồ đặt ở dưới đất á, rồi đi ống âm trong tường này. Bây giờ chú xài cái này là không có bồn đúng không? Không có bồn. Không có xài bồn. Chú bỏ bồn luôn. Từ lúc xây nhà là chú không xài bồn luôn. Từ lúc xây nhà luôn là xài trực tiếp từ đồng hồ. Câu đường ống lên đây rồi đường này sẽ đẩy xuống, đẩy xuống. Tại vì biết sao? Ở đầu cái đường nước này nó hơi mạnh á. Dạ. Cái tốt quá nên nó không còn gì. Đúng rồi. Đó, cũng bù sau này cái từ từ thấy nó yếu. Nó yếu cái nó bỗng đang chặn bồn mua bơm. Mua bơm gắn. Chú có gắn một con Panasonic rồi. Mà nó cứ tật đúng không? Ừ, bơm cơ lắm. Dọn quá. Dạ, dòng bơm cơ nó vậy. Giờ sẽ thay qua cái dòng điện tử này. 300W hút đồ cho nó khỏe. Lắp đặt dễ lắm, ở đây chú có sẵn hết rồi. Bắt kê rồi, giờ cắt cái này bỏ lên thôi. Thôi, chú gắn cái bơm này rồi. Chú gắn rồi, chú mới coi YouTube hả? Đâu, chưa có biết. Trời, tôi gắn rồi mà thôi, hồi cái bơm nó hư rồi tôi mới có phát hiện. Ủa, tỉnh phát ở đâu đây? Đó, sau này tôi mới lùn ra mấy cái clip khác nữa. Dạ. Rồi mọi người xong rồi nha. Đường này là đường ống đen này, đường từ đồng hồ vô này. Sẽ gắn qua cái rắc co rồi vô cái đầu hút rồi đây. Đầu hút là 34 nha. Nhưng mà tại vì nhà chú xài ống 27 á, cho nên giảm xuống 27 luôn. Còn đây là đầu ra. Đầu ra thì đây đường này nó sẽ đẩy xuống hết vô hệ thống đường ống của nhà này. Đường ống toàn nhà. Xài từ trên lầu này để xuống á, tức là nước máy ở dưới để lên, nó vẫn lên mà hơi yếu đúng không chú? Nước máy nó vẫn lên đây được nhưng nó hơi yếu. Đúng rồi. Nó tống xuống nhà lại hơi yếu. Vậy chú không có xài bồn nước phải đỡ nặng mái nhà. Mình chú có xài năng lượng mặt trời không? Không rồi. Không hả? Rồi chú nhờ ai mở điện mở nước cho con cái. Camen này là đốt chân luôn hả? Nhà nhập dễ hả? Dạ. Chạy êm ổn định lắm chú ơi. Cái này nó được cái là bảo hành tốt á. Như kiểu là 2 năm bảo hành 2 năm mà máy thì chú mà cháy gì đó là nó đổi mới luôn chứ nó không có sửa nữa. Như những dòng khác thì nó sửa. Chú yên tâm. Ngày mai cái gì đây đi quà này đó là gắn là tôi sẽ quảng cáo cho. Dạ, ok chú. Này, nước này là nước chưa có bơm. Chưa. Tức là nó vẫn lên được mà hơi yếu không? Giờ sẽ cắm bơm. Cắm điện đây. Cái này cũng cắm thử đấy nha, xíu nữa có đi gòn lại nha. Rồi, cắm điện. Nước chuẩn bị lên. Rồi chú thử cái vòi khác cho con luôn. Ở trên này có toilet nào không? Đây, cái vòi này. Nào vào xịt, mày bấm đây đúng không? Đây không. Ok. Ủa, chưa mở cái chụp nước, nó cứ bóng rồi. Rồi. Đây. Chuyển chế độ sao đó. Xoay này chút. Xoay được. Xoay nó nhiều kiểu á. Báo cáo với chú là rung rêu nhiều quá. Chú thử cái vòi toilet rồi đi chú, có thử nó có mình không nha. À không, bây giờ như vậy này. Ở trong nhà đừng có xài nước gì, xem thử nó có ngắt bơm không nha. Đây đang để chế độ auto. Đây là chế độ auto nè, đồng áo nữa. Mình bị ngắt bơm này. Đó, ok. Ngắt cũng êm vậy. Như vậy này chú, khi nào mà đây chú tới con chỉ cho coi. Ở đây á, cái nút này này, khi nào mà máy chạy á, mà cái này nó sáng lên á, tức là nước đang đi qua nó. Ví dụ nước mà không qua là cái đèn này không sáng. Ví dụ bây giờ con mở nha.
mất. Nó chạy, chú thấy nước đi qua không? Là cái đèn này nó sáng lên, ví dụ mà không có nước, nó trong vòng 5 phút mà không có nước nó sẽ tắt bơm đi. Còn cái thứ hai này nó báo không có nước này. À, đèn này mà sáng là máy tắt là lời chắc chắn nó không có nước. Còn chế độ 1, 2 này là chế độ hàng giờ, chú sẽ không xài tới đâu. À, nếu mà chú chuyển thì đúng rồi, nếu mà chú lờ mà chú có chuyển thì chú ấn vào đây khoảng 5 giây và nó chuyển qua, rồi chú ấn thêm 5 giây nó chuyển lại bên này. Đúng rồi, nếu mà đèn 1, 2, 3 này nó sáng á là chú nó chạy không bao giờ nó ngắt hết á, nó cứ bơm hoài luôn. Rồi còn nếu auto thì nó cái đèn này thì auto này nó sẽ sáng. Đó. Ok chú. Giờ chú thử trong tôi đánh cái gì đó, có thử nó của mình không? Không, cái này mà nếu mà xem thử này mà xuống lầu dưới đây. Được. Nó hơi dơ, bữa giờ không có bơm áp á, giờ có nó còn vàng vàng. Thì nghe cái nước đã rồi. Dạ, chúng mình chút. Rồi, nghe chút nhỏ. Cái gì làm đây? Đây là qua cái máy nước nóng. À, nước nóng. Nhà tôi mới cắt được gần 2 năm, tháng 1 này là 2 năm. Ok hả? Ừ. À.